Dọc đường thì có chim chóc này nọ, ở đây cái nông nó có bán gà này nọ, khu này nó bán gia súc với gia cầm. Ở đây vô thì mình sẽ bắt đầu mình mua mấy con bò sữa, tầm 3 hay 4, 5 con bò sữa gì đó để đem về nuôi. Có thể sau khi mình nuôi thì mình sẽ có thêm vật phẩm như là sữa, rồi mình sẽ mình làm thêm nhiệm vụ nữa. Nói chung nhiệm vụ ở này thì mình cũng mò dần dần nó cũng mới ra thôi, chứ thực chất thì cũng không khó đâu. Các bạn chịu khó chơi, chịu khó mò một xíu là nó sẽ ra. Đó, sau khi mua thì mình sẽ đặt tên cho cái con bò đó luôn. Mỗi con bò nó sẽ có tên riêng. Ở đây mua về sẽ chuyển thẳng về nhà của mình luôn, mình không phải làm động tác mình mua xe mình chuyển gì nữa. Ở đây thì mình mua 5 con. Game này thì qua thời gian chơi thì mình thấy cũng khá là lôi cuốn hấp dẫn. Cơ bản là các bạn chịu khó bỏ khoảng nửa tiếng ra để mình chơi thì một ngày vậy thì khoảng nửa tiếng thì cũng có thể làm được một số nhiệm vụ cũng tương đối là dễ. Đây sau khi một số nhiệm vụ mình làm xong mình sẽ được thưởng kim cương. Kim cương ở đây mình tích trữ cũng được khá là nhiều, dành để mua những cái vật phẩm quan trọng thôi chứ không có mua bừa. Tiền ở đây thì nó cho cũng là nhiều hơn. Này gà sắp tới chắc mình có thể mình mua thêm vịt mình nuôi quá, nhiều con lắm. Nhưng mà chắc tương lai phải nhà phải nâng cấp lên, chuồng này nọ, chuồng trại phải nâng cấp lên. Ở đây có một số nhiệm vụ cũng không biết là làm như thế nào, chắc khoảng vài bữa nữa thì mình làm để coi coi mình ra clip thêm, lúc đó các bạn sẽ biết. Giờ mình về nhà mình coi thử coi mấy con bò nó sao. Ở kênh này của mình thì ngoài những cái game này mình có chơi game này thì một số có một nhiều game lắm, các bạn có thể coi trong cái playlist của mình nhé. Một số game là mình cũng chơi, có game Brawl Stars rồi Hero Strike, Call of Duty cũng có. Mình cũng có thể chơi, có chơi một số game của PS4 nữa. Thì tương lai mình có thể mình sẽ chơi và bình luận thêm những cái game đó. Trước đây thì làm hôm nay cũng được một năm rồi, năm hơn là mình không, hầu như là không có bình luận. Ở đây là cái game đầu tiên mà mình bình luận cho các bạn nghe. Tương lai thì có thể một số game cần thì mình sẽ bình luận, còn không thì mình sẽ chơi thôi chứ không không có bình luận, tại một số game có thể các bạn đã biết rồi, bình luận nhiều thì cũng không có hay lắm. Game này thì mình cũng đang chơi và đang tìm hiểu. Nói chung thì hình như là game này nó cũng chưa có phát hành thực tế nữa, nó chỉ có kiểu giống như là nó đang thương hiệu test hay sao đó. Có lẽ tương lai thì chắc chắn nó cũng phải ra cho bên iOS để các bạn chơi link cái thiết bị với nhau cho nó dễ. Đây mình mỗi lần mình cho tụi nó ăn thì mình rung chuông này nọ để cho nó tụ tập lại nó ăn. Đây xung quanh nó có cây cỏ, sau thời gian các bạn mà không có khai thác hay là thu hoạch nó sẽ mọc lên lại. Ví dụ mà mình thiếu lúa hay thiếu cái vật phẩm nào đó liên quan để mà mình phát triển một cái sản phẩm nào đó thì mình phải đi thu hoạch những cái cây gỗ này nọ, nó sẽ ra gỗ với ra lúa này nọ. Nói chung là những cái vật phẩm liên quan tới một cái sản phẩm nào đó để khi mà nó phát triển. Ở đây thì có nhiều cây gỗ mình sẽ không đốn được, tại vì có thể là level mình còn thấp quá mình chưa có thể đốn được.
Còn những cây gỗ như thấp như cỡ này thì mình đá nhỏ cỡ này thì mình có thể mình đốn được để mình lấy gỗ thêm. Nếu mà đá lớn thì mình sẽ lấy được nhiều cái gạch, nhiều cái vật phẩm đá nhỏ nhiều hơn. Ở đây thì mình có, khi mà mình lấy mấy con mình thu hoạch lúa thì mình sẽ ra những, bắt những con sâu. Nói chung là tùy tình huống thôi, tùy cái trường hợp mà mình có thể mình bắt được. Ở đây thì có đá, có cây này nọ. Ở trên góc trái màn hình thì nó sẽ hiển thị cái biểu cái dung lượng mà về nước với lại máu. Máu mà khi mà đi mình đánh quái hay nọ đó mình sẽ mất mình mất máu, mất máu thì mình sẽ có cái bình để mình tăng máu lên. Rồi sữa thì mình tăng cái lượng nước trong cơ thể lên. Trong quá trình mình đi đốn cây thì mình cũng sẽ mất nước nha các bạn. Máu thì không mất, nhưng mà máu thì khi mà đánh quái thì mình sẽ mất. Đốn những cây lớn thì chắc chắn nước sẽ mất nhiều. Khi mà mất nước thì mình sẽ tiếp nước cho nhân vật. Ở đây thì máu máu với lại nước nó game nó cho nhà phát triển người ta cho cái trong game cũng khá là dồi dào nên các bạn không có sợ bị thiếu đâu. Cứ mỗi một ngày ngủ dậy là mình sẽ có một bình sữa để ngay trước cửa. Thì thường thì trong game mình ít khi mình đánh quái lắm, chủ yếu là mình đi thu hoạch, mình đi làm nhiệm vụ là chính thôi. Đánh quái hiện tại trong nhiệm vụ của mình cũng có một cái nhiệm vụ để mà đánh quái, nhưng mà hiện tại mình cũng chưa tìm được mấy con quái đó là con nó núp ở đâu. Quái thì nó cũng hiện ra trên kia, trên một cái góc ở trên bản đồ á. Thì xíu nữa mình sẽ đi đến đó mình đánh cho các bạn coi. Hiện tại mình đang đi thu hoạch cho nó dọn dẹp bớt cái khu vườn của mình đi. Cái khu vườn này sắp tới chắc mình sẽ trồng cây hay trồng cái gì đó. Cái game này hiện tại thì mình cũng không biết là mình di dời những cái món đồ mình đã đặt ra ở đó, đặt ra tại vị trí đó mình muốn dời đi, nhưng mà mình hiện tại mình không biết dời ra như thế nào. Nếu mà các bạn được biết thì có thể comment ở dưới cho mình biết nha. Ở đây thì mình đã đi vô một cái chỗ để mà kiểu fast travel đó, di chuyển nhanh. Thì ở đây mình di chuyển ở trên, lên trên cùng của bản đồ để mình đánh quái nè. Nhà thì mình đi mình thu thập những cái loại trái cây như dâu với nho. Ở đây thì như thấy có chỉ có dâu với nho là chính, còn có một số như là lúa hay là có nấm nữa, nhưng mà ít, hầu như là thấy nho với dâu. Những cái cây này mình có thể mình cũng có thể đốn được, nhưng mà có thể mất khá nhiều. Đây đây xíu nữa mình xuống mình đánh quái đây nè. Quái đây nó cũng khá nhiều, nhưng mà mấy con quái ở trong nhiệm vụ của mình thì không thấy. Ây dạ, đông quá chết rồi, mất máu máu rồi, nó chạy quá, nó chạy lên mà hồi phục máu ra rồi quay lại đánh tiếp. Cái này thì mình có thể tiếp máu bằng cái bình máu này. Sau đó mình sẽ uống nước bằng cái loại sữa. Sữa ở đây mình trữ tới 20 bình, mà có thể là ăn trái cây chẳng hạn. Trái cây ăn nho thì mình có thể mình tiếp máu, tiếp thêm nước nữa. Đó, ở đây mình tiếp đầy rồi, sau đó mình xuống mình đánh. Ở cái khu này là chuyên môn để có thể chắc là mình để mình luyện level hay là mình thu hoạch thêm những cái vật phẩm như là trái cây chẳng hạn. Ở đây nó cũng khá là nhiều cái vật phẩm để mình lấy.
đây nó có nhiều cái món đồ mà mình như là chưa có biết được nó công dụng ra sao, nhưng mà chắc để từ từ mình sẽ tìm hiểu. Ở đây có những con quái khá là lạ nhưng mà nó không thấy nó hiện ở trên cái trong nhiệm vụ của mình. Ở đây có nấm nữa nè, mình có quanh nấm với lại một số thứ. Ở đây giống như là cái khu đổ nát, thị trấn đổ nát. Đây có những con ong, con ruồi đó, nó bay bay. Nói chung là thấy nhân vật ở đây thì những cái con hình thù nó nhìn nó cũng lạ lạ. Nếu mà hình ảnh được châu chuốt lên một xíu nữa thì có thể là sẽ đẹp hơn. Ở trong các clip tới chắc mình sẽ mò mình làm những cái nhiệm vụ ở dưới đây. Còn nếu không được thì cứ để đó, treo ở đó. Để giải quyết những cái nhiệm vụ nào gần gần dễ dễ chứ không lúc đầu mình sẽ phát triển những nhiệm vụ kia. Dài dài, đi dài dài dưới đây thì sẽ có những cái con... Đây là cái cây nhân sâm. Cái này mình uống thử để mình tăng lại nước, để mình uống máu. Có thể ở đây là mình bị nhiễm độc, mình ăn cái vô để mình tăng cái lượng máu lên. Sau đó mình phải đi đánh quái tiếp. Hy vọng là các bạn sẽ thích cái clip này. Nếu mà các bạn thích thì cho mình một like, một share, một subscribe. Mình sẽ tiếp tục sản xuất thêm những cái clip tiếp theo liên quan tới game này nha. Chúc các bạn xem clip vui vẻ. Hello và chào mừng anh em đến channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục series game Happy Town. Game này lấy bối cảnh nó giống như game nông trại ở trên mấy cái game ngày xưa trên Nintendo này nọ đó. Hôm nay mình đi làm nhiệm vụ tiếp. Thì một ngày như vậy mình thức dậy thì nó có khá nhiều nhiệm vụ. Có những cái phần thưởng mỗi ngày mình được lấy nữa. Hôm nay mình sẽ đi nhiệm vụ mình đi kiếm mấy con bò hay là con ngựa gì đó để mình bỏ vô cái chuồng của mình nha. Đây là thức ăn của gà. Gà với lại bò này nọ, gia súc, gia cầm. Game chơi thì cũng nói chung là thấy cũng vui. Ngày mình vô vậy là mình sẽ tìm mình thu hoạch. Nếu mình cảm thấy không một số nhiệm vụ mình không làm được nữa đó thì mình đi ngủ để ngày hôm sau mình có nâng cấp, có nhiệm, có thêm điểm kinh nghiệm này nọ. Sáng thường nó cho một cái bình sữa ở cái trước cửa này nọ mình đi. Đây là cái nông trại của mình nè. Đây là cái, giống như là cái fast travel để mình đi nhanh tới những nơi nào mình cần đến. Ở đây thì ở bản cập nhật mới này thì thường nó trước thì mình bị di chuyển trên ở ngoài để mà tới một cái điểm nào đó trên bản đồ, còn bây giờ thì cứ cần đi đâu đó trên bản đồ đừng có chỉ thẳng lên bản đồ thì tự động nhân vật nó sẽ di chuyển tới đó luôn, không phải bấm trên màn hình lâu hơn nữa. Ở đây thì cái kho vật dụng của mình đầy nhiều, chắc chúng ta sẽ mua thêm. Ở đây mua thêm thì mua
đường này nọ, anh Cương này đường xong nhiệm vụ hay là làm một cái gì đó, hay là hôm qua một ngày hôm sau nó sẽ tặng thêm cho mình. Đây là cái tải này mình làm nhiệm vụ hàng ngày nè, cứ xong một nhiệm vụ nào đó thì nó sẽ thưởng tiền điểm kinh nghiệm. Còn cái tấm mà mình đang cầm trên tay cắm này là sắp tới mình sẽ làm cái nhiệm vụ ở ngay ở bên trường học, để cái đó lên một cái kệ ở trên trong cái trường học. Ở đây thì mình gà nó ăn hết thức ăn rồi, mình vô mình phải bố trí thêm nữa. Nhìn mấy con gà này nó cứ ngồi yên chỗ, nó không có động đậy nhúc nhích gì hết. Mình thì cũng đang chuẩn bị đi kiếm mua thêm mấy con bò. Cái nhà này thì để chứa mấy con bò, để thức ăn của con bò nè. Bây giờ mình sẽ đi làm nhiệm vụ coi sao. Ở đây nó có khá nhiều nhiệm vụ. Nhiệm vụ nào ở đây mình, nếu mà mình không muốn làm á, hay là mình cảm thấy level còn cao quá hay gì đó, thì mình sẽ có thể mình bỏ được, hoặc là cứ lưu ở đó nên đến khi cần. Nhiều khi mình làm tới mà mình mở lên mình cứ nhặt điểm kinh nghiệm với lại tiền thôi. Đây mỗi ngày vô thì mỗi một lần mình đăng nhập vô thì nó sẽ tính theo một ngày của mình. Mỗi một ngày vậy thì mình sẽ được một cái sản phẩm nào đó, mình được tặng cái gì đó, tiền hay là kim cương. Đây thì mình có máu với lại có sữa máu gì đấy, khi mà mình đánh quái thì mình sẽ mất máu thì mình sẽ uống sữa vô để cho nó tăng máu lại. Đây thì qua các tập trước thì mình không có bình luận ở đây, nên mình đến bây giờ mình cũng đã có được một cái chiếc xe đạp nên mình đạp đi vòng vòng ở thị trấn. Ở đây có những cái nhiệm vụ giống như là mình đi mình trò chuyện với người ở trong thị trấn này nọ để mình tăng cái điểm yêu thích của người ta đến cho mình. Đây là cái